Ok, hello anh em nhé, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Ngay sau khi sản xuất cái video chúc mừng sinh nhật anh em Văn Huy Lê thì tôi đã bắt tay ngay vào để tôi sản xuất tiếp theo một cái video chúc mừng sinh nhật khác. Ngày hôm nay ngày 23 tháng 11 là sinh nhật của anh em Văn Bình DKC. Xin được chúc mừng sinh nhật anh em Văn Bình DKC anh em nhé. Vẫn những cái lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới anh em Văn Bình DKC. Và tôi mong rằng anh em Văn Bình DKC sẽ vẫn luôn yêu quý và ủng hộ kênh Game Today như bây giờ anh em nhé. Và trong ngày sinh nhật của anh em Văn Bình thì anh em Văn Bình có mong muốn là tôi sẽ chơi một cái video có bé ngựa siêu đam cộng với Aegisid trước khi là chúng ta chuyển hiệu ứng hệ tộc. Rồi ok. Yêu cầu chơi ngựa hơi khó nha, mà chắc là tôi vẫn sẽ cố gắng là tôi làm được. Đấy, ngựa nó phải ra sớm sớm một tí. Bây giờ nó nhiều Witcher nên là chơi ngựa nó hơi khó anh em ạ. Ok, những cái con ngựa đầu tiên nó đã xuất hiện rồi. Hai Glacier này. Ui, đồ chán hết nhở. Đồ này hiện tại là chúng ta chỉ lấy được cái gì? Chúng ta lấy được cái dây chuyền kháng. Và tôi cho là tôi... nếu mà có thêm một cái nhẫn máu nữa thì khả năng là tôi sẽ chọn ở đây là cái chèn thánh. Đây là anh em này, thấy không? Có đấy. Trận này chưa gì đã thấy có Witcher rồi anh em ạ. Chưa gì đã thấy có Fallen Witcher rồi. Kẹp hai Witcher rồi. Đồ không có cơ. Chà. Khó nhỉ. Có lên Eco không? Eco chơi ngựa tí nữa đến lúc mà xả tiền cắt chuỗi gặp ngay cái thằng Fallen nó đấm cho top 8 luôn thì hơi căng. Lấy cái này đi. Bây giờ chơi ngựa ấy, anh em ạ, có một cái là như này. Chúng ta chơi ngựa mà chúng ta không lấy đồ giáp được, không lấy đồ thủ được. Bởi vì nếu mà lấy đồ thủ ấy, lấy đồ thủ không tí nữa gặp Witcher thì nó cũng như không thôi, có cũng như không. Có giáp cũng như không anh em ạ. Nên là tôi không lấy đồ thủ. Từ trên ngựa tôi lấy full đam luôn. Có đồ rồi chắc là ăn được thằng này. Ok. Tôi là tôi vẫn cố gắng tôi đánh chuyện thắng thôi anh em ạ. Chứ còn chơi Eco tôi sợ tí nữa. Chúng ta Eco xong rồi chúng ta gặp cái thằng ấy. Nó khó. Bán up cấp nhỉ. Ok. Hai Glacier này. Tí nữa ấy, mà Eco xong lại gặp Witcher là không lên được đâu. Không thể chơi được ấy. Thậm chí là hai thằng Witcher nha anh em nhá. Trời. Bây giờ phải kiếm được con ngựa siêu đam thì kiếm ở đâu ra. Không ai nói, không ai nói, không ai nói cho tôi cái điều đấy. Tôi biết là con ngựa là siêu đam nhưng mà kiếm ở đâu ra thì cũng chưa ai nói cho tôi. Làm nào ra là cái con ngựa sớm đây. Ra ngựa sớm thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng cứ đánh chuỗi để tôi lấy được cái lượng đam rồi. Ui, ra ngoài thắng luôn này, không thể tin được luôn ấy. Ra ngoài tôi tưởng thua cơ. Không thể tin được là có thể thắng được. Ui, Eco này anh em này. Ý trời rồi, ý trời rồi anh em ơi. Ý trời rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải Eco. Ôi chứ cái tầm này tôi thấy tôi hơi yếu nhở. Ơ mà sao không thể tiếng nhở. Ừ quên mất không bật tiếng anh em ạ. Quên mất không bật tiếng in game. Rồi. Ok rồi đấy. Có tiếng rồi. Hơi yếu mà không muốn Eco. Tại sao lại không muốn Eco? Vì tôi chia sẻ với anh em từ đầu trận rồi đấy. Cái bộ cửa này đến lúc Eco xong rồi gặp vụ Witcher thì nó đấm cho như con thôi. Cố mà đánh chuỗi thắng thôi chứ còn Eco xong một tí nữa lại tiếp tục Eco tiếp đến chết. Hai thằng Witcher đấy anh em. Ây à. Cần là cần lên 2 sao thôi. Bây giờ up luôn một cấp nữa không nhở. Kẹp hai đỏ. Ok.
cố gắng giữ cái chuỗi này cho đến khi ra con ngựa mới được. Khó đấy. Làm nào ra con ngựa đây? Chúng ta lên level 6 này có khi chúng ta còn ra rồng trước con ngựa. Có rất nhiều trường hợp như thế. Già ra trước. Để mà cái con ngựa nó có đam thì nó phải ra sớm. Ra muộn quá cũng yếu, chả làm chơi luôn ấy anh em ạ. Ra bây giờ ra còn một sao, ra còn phải lên 2 sao cơ. Được một sao không ăn thua đâu. Mày quá, cấp của vừa rồi chúng ta mới thắng được round này đấy. Không là chúng ta thua chắc. Kẹp được thêm 2 đỏ vào, cộng 150 máu với con. Ui đời ơi, cuối cùng thì mày cũng đã ra. Nhưng mà lại chưa có 4 Clay. Chưa có 4 Clay à? Thế thì cũng khó. Bây giờ có lên cho CM và kiếm sách không nhỉ? Thế này đi. Bởi vì là Glacier cũng không được mà. Bỏ nó rơi ra ngoài là Glacier không được à? Và cái con rơi là mới một sao, tôi không muốn cho nó vào. Ui thằng này to đấy, thằng này to không sao cũng up cấp lên nhỉ. Thằng to đánh 4 con á. Bài to như này phải up lên 5 đánh chuỗi luôn như thế. Nhưng mà khả năng là tôi thua. Tôi cũng sẽ không thể thắng được đâu. Bài này khỏe quá. Khủng khiếp thật, 2 con 2 sao. Tầm này 2 con 2 sao là quá mạnh luôn. Ui ra cả Velop đấy à. Bây giờ thôi, chắc là không ôm đâu. Bây giờ cứ ôm Human trước đã anh em nhá. Già này. Già vào quẹt trưởng ngon. Nói thế thôi chứ bây giờ chúng ta đã có 4 Human rồi đấy. Thiếu 2 con nữa thôi. Akali, Clive với cả Flame Wizard là xong. Chưa cần phải ra rồng. Ra rồng thì đương nhiên là nó tốt rồi. Đánh ở level 9, 6 Clive kết hợp với cả 6 Human đánh ở level 9. Bây giờ khi tôi vẫn thua ấy, chưa thắng đâu. Thằng này có khi ăn tôi. Phải sau ra 11 kẹp thêm 2 đỏ mới may ra nó mới khỏe được. Tầm này vẫn yếu lắm. Thua, không ăn được. Lọt ra này lọt 4 con luôn. Khó chịu thật. Tôi vừa mới bán đi nó ra anh em ạ. Cay nhỉ. Bây giờ ấy chỉ có kiếm mấy quyển sách gỡ lại chút tiền thôi. Nào là mà ăn được sách thì coi như là gỡ lại cho cái round trước đấy bị thua. Cái đội hình như này cũng không dám để có thể chơi được 6 human nếu mà bây giờ có ra sớm ấy. Đội hình yếu quá. Con ngựa của tôi giờ nó cũng chưa có một tí đam nào luôn. Đây là chắc là cái đam đầu tiên của nó từ lúc mà nó xuất hiện đến bây giờ ấy. Bởi vì nó xuất hiện muộn ấy. Nên là cái việc ăn được đam nó cũng rất khó ở đây. Úi dồi đồ này. Ok. Chúng ta up lên cấp 7. Up lên cấp 7. Up lên cấp 7 thêm con ngựa vào ngon. Lấy cái cướp điên. Thêm con rơi vào này. Hy vọng là có thể gánh được. Mặc dù tôi thấy cái con rơi này 2 sao thì nó cũng không uy tín lắm đâu. Khá là yếu. So với những cái con khác ở trong bộ ngựa thì cái con này phải nói là yếu nhất rồi. Không còn con nào yếu hơn nữa. Đấy, Witcher này. Nó lại còn câu con già tôi sang phía bên kia chứ. Đấy mới điều. Rồi cố gắng ăn nhá. Trước khi bọn nó mạnh.
trước khi bọn nó lên được 2 sao Fallen Witcher. Thì hy vọng là mỗi round tôi sẽ kiếm được cuốn sách. Ui rồi không được rồi. Khỏe quá đi mất rồi. Tất nhiên là tôi... Ui rồi còn không ăn được luôn đấy hả? Tôi đang định là... Cô nói là tất nhiên là tôi vẫn ăn được. Đấy nhưng mà đâu có phải đâu. Cay nhờ. Trời ơi hết tiền rồi này. 4 Clive. Bây giờ thiếu mỗi con flame nữa thôi hoặc con rồng nữa thôi là chúng ta đủ bộ. Chán thật đấy. Ngựa ra thế này là nó cũng gọi là bình thường chứ cũng chả sớm chả muộn. Nhưng mà vẫn thua. Bởi vì Witcher nó counter bộ này quá. Nếu mà không có bộ Witcher thì trận này ngon rồi. Trận này hai thằng Witcher anh em ạ. Dã man. Cứ vào mà nhìn thấy bọn nó pick cái con Shadow ấy. Còn Evil Shadow đúng không? Thì là chắc chắn là bọn nó chơi Witcher. U này khỏe con này. Khỏe thật sự. Nó kẹp 3 Hunter, 2 Gersit xong kẹp với đỏ. Bắn đau thật đấy. Xong rồi. Không cắt được chuỗi luôn. Mà lấy đâu ra mà cắt được. Ui, ui lên được 2 sao này. Sao không lên sớm một tí. Nhưng mà thôi được có hơn không anh em ạ. Cái tầm này ra 13 lên 2 sao thì cũng được. Tôi còn đang định nói là bây giờ đến ra 15 mà mày không lên được cái con này lên 2 sao ấy. Thì tôi bán hết cờ luôn. Không chơi nữa. Dã man. Trận này nếu mà theo anh em Văn Bình DKC ấy thì là chơi ngựa. Chơi ngựa đúng không? Nhưng mà trận này có vẻ khó chơi. Tí nữa chắc là tôi chuyển qua Aegisit thôi anh em ạ. Chuyển sang Aegisit để counter. Ui cắt chuỗi này, quá tuyệt vời. Thì cũng phải cắt chuỗi được một phát chứ, không phải xuống hố. Thế được rồi. Ít nhất thì cũng không bị thọt tiền anh em ạ. Quả vừa rồi cắt chuỗi là không bị thọt tiền đã. Xong tích tiền dần thôi. Có lẽ là tôi sẽ chỉ chơi cái con ngựa ra đầu game thôi anh em ạ. Không chơi được đâu. Trận này hai thằng Witcher. Bọn ngựa này mà vào gặp Witcher thì nó có khác gì gặp bố đâu anh em. Vào phát nó xòe quạt phát là bay màu gần hết rồi. Còn mỗi con co thì 10 con nó đấm. Có chơi lắm. Tốt nhất là chúng ta nhanh nhanh chóng chóng rồi chúng ta chuyển sang cái bộ khác chơi thôi. Let's game thôi anh em ạ. Trận này cũng chưa thấy có cái mùi gì nên là cũng chưa tính vội. Anh em nhá, cứ từ từ cuốn theo chiều gió thôi. Đấy anh em thấy không? Thậm chí nhá, cái thằng này nó đồ nó còn ngon hơn tôi. Mà nó còn có đam trước tôi đấy. Ra là con ấy 2 sao. Ui rồi nhưng mà già gánh. Già đang gánh rồi này. Nó cũng già con ngựa 2 sao anh em ạ. Mỗi tội là không có con già. Cái điểm khác biệt đó chính là con già. Nó thì vẫn còn đang kẹp gấu. Tôi thì đã kẹp cẩn thận mà rồi. Chứ tôi không chơi được kiểu kẹp gấu xong rồi là tí để ra con gấu lấy tí tín dụng. Không anh em ạ. Rôn thôi. Đây rồi. Quá tuyệt vời. 6 human vào đã này. 6 human đã. Đủ 6 human rồi là chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ phải form ở level 9 thôi. Thực ra cái con quan trọng nhất là chính là con rồng. Được là công cửa line mà nó không ra thì rất khó chơi. Ngay kể cả chúng ta lên 9 ấy, khi mà chúng ta lên 9 mà cái con rồng nó chưa ra thì chúng ta sẽ không có đủ bộ. Đấy. Nó khó cái chỗ là cái con rồng ấy. Thế tôi mới nói là cái bộ này con ngựa con rồng nó ra sớm với tôi mới chơi mà. Còn những cái con khác nó ra thì tôi không chơi Clive đâu. Tôi sẽ phải chơi cái khác. Tôi pick ngay từ đầu là tôi sẽ chuyển thôi. Exit này. Exit Berserker luôn. Lên 8. Cho cái tỷ lệ ra rồng nó dễ. Ok. Sáu mình tha một tí có được không? Chúng ta có lên tha một tí không nhỉ? Vẫn là 4 Clive nhưng mà cho 6 human vào. 3 mét nữa.
đội hình này đang hơi thiếu đam, cần một cái con Evil Clyde gây đam. Ok, tôi sẽ ghép luôn cái bắn lan anh em nhé. Bây giờ chơi meta ấy, nó có nhiều Witcher thì chúng ta không chơi con là ngựa đâu anh em ạ. Sớm muộn gì cũng sẽ chơi con là con rồng thôi. Ok, thiếu cái hút máu. Tôi sẽ đợi lốt một cái que nữa để ghép cái hút máu cuối anh em nhé. Cần đấy. Chúng ta không đánh bằng giáp mà chúng ta đánh bằng máu, máu nhiều càng tốt. Cái bộ counter và cái bộ Witcher ấy là những cái bộ dạng kiểu sáu đỏ này hay là Exorcist này, những cái bộ mà nhây nhất có thể, vừa nhây lại vừa gì, lại vừa dẻo dai sống lâu, kiểu như sáu đỏ ấy. Mà kết hợp sáu đỏ với một cái con nào đấy mà kiểu không phải sử dụng skill bằng cái việc là tăng mana lên ấy, co mà đánh tay ấy, thì thực sự nó rất là mạnh, phải nói thật là như thế. Đây này, như thằng này kết hợp đỏ với cả con Exorcist này, cái đội hình mà như thế là đấm ngang cơ với cả cái bọn ấy đấy, bọn Witcher đấy anh em. Bởi vì cái con co ấy, nó chỉ cần cầm đồ ấy, nó không cần phải là tung trưởng, nó không cần phải tăng mana. Đó là kết hợp với bộ đỏ thì bộ ấy nó rất trâu. Buồn là Witcher đánh gãy tay không thể chết được một con. Ok, mỗi ra 3 quyển sách thôi. Thế là tốt rồi anh em ạ. Tôi cần là như thế đấy. Mỗi lao 3 cuốn sách. Chúng ta có thể lên 9, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ lên 9 khi mà ra là con Dragon Clyde anh em nhé. Nên là tôi rất là hy vọng là tôi sẽ có một con Dragon Clyde sớm. Có nha. Bây giờ ra Dragon Clyde là giải quyết được rất nhiều vấn đề. Từ việc là lên level 9 có 6 Clyde. Đấy. Đến kia cả tí nữa là kích hệ 3 rồng để chơi 3 rồng hoặc 5 rồng để chơi với cả nhà Witcher. Nhà Witcher sang đẩy nhiều luôn. Trên này có một thằng chơi Glacier kẹp với con Medusa anh em ạ. 6 Glacier kẹp Medusa 2 sao. Cái bộ đấy cũng rất là ra gì luôn đấy. Đừng có nói là cái round này đẩy nhiều nhá. Già vẫn tung trưởng được đấy. Được không? Ăn luôn. Hay. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi, nguyên còn có sách luôn này. Cứ mỗi nào 4 sách thôi. Bây giờ tôi đang có chuỗi rồi. Thật sự không thể tin nổi luôn. Tôi không thể tin nổi là tôi có thể có chuỗi trong trận đấu này ấy. Mà cũng đừng có phụ thuộc quá vào con ngựa anh em ạ. Chúng ta sẽ phải chuyển đấy. Hy vọng là nó sẽ gánh tôi để tôi có thể lên level 10 cái bọn ngựa này. Chỉ cần lên 10 thôi đã. Không cần phải là gì là lên 11, 12 đâu. Chỉ cần lên 10 thôi. Ok, round này khả năng là thắng này. Thắng thì round sau thì là round quái. Round 21 chúng ta sẽ lên 10. Nếu không có gì thay đổi anh em nhé. Có thể là nó sẽ có thay đổi. Thường các cái mốc lên level 10 nó sẽ là 21, 23, 27, 29. Đấy, thường nó sẽ cái mốc đấy. Có cả 26 nữa. Có cả 26. Với các đội hình khác thì nó sẽ là 26. Nhưng mà đội hình ngựa nó sẽ là 27. 27 nó sẽ chắn. Chúng ta lên 9. Ra sau chỉ lên 9 thôi. 21 chưa đủ lực lên 10. Có lẽ nó sẽ là 27 lên 10 anh em ạ. 27 lên 10 nó có vẻ là rất là hợp lý đấy. Con ngựa của tôi nó cũng chiến thắng được 6 trận liên tiếp rồi. Nó tích được khá đam rồi đấy. 27 thì có vẻ hơi muộn. Để tôi tính đã. Để xem là cái thế nó thế nào. Bây giờ vấn đề chưa ra được Dragon Clyde đấy. Còn đấy mới là cái con quan trọng anh em ạ.
Còn đấy mà nó không ra thì nói chung là chết. Rồi lên 9 nữa này. Đấy, 23 lên 10 được không? Lên sớm. Lên sớm thì ở đâu 23? Lên muộn thì là 27. 27 là muộn lắm rồi, muộn nhất rồi. Còn nếu mà không lên được ấy thì chứng tỏ chúng ta không thể đú được theo cái bộ này. Chúng ta sẽ phải chơi bộ khác. Rao sau là 22. Chưa, rao 23 lên anh em nhá. Tôi sẽ để rao 23 lên. Lên 12, 23 là hợp lý rồi. 27 thì muộn quá. 27 muộn quá. 26 thì nó bị lẻ. Đấy. 25 thì rao quái. Rõ ràng là để 27 là nó hợp lý rồi. À để 23 hợp lý. 27 thì hơi muộn. 27 hơi muộn. Sau rao quái đợi thêm một rao nữa. Ok, những cái cuốn sách này này. Khi mà chúng ta chắc chắn chúng ta lên được 11 rồi, chúng ta cắn sách thôi anh em ạ. Cắn sách lên không? Lên đủ 11 rồi đấy. Đùa đùa. 45 tiền. 45 trên 44 áp thôi. Ui chứ lẻ 1 tiền này. Thế thì phải bán đi à? Tôi nghĩ là tôi sẽ bán thôi chứ tôi không cắn sách đâu. Nó sẽ rất lãng phí sách. Tiền chúng ta có thể kiếm được nhưng mà sách thì không. Thua là thôi, chúng ta không kiếm được đâu. Rồi, 6 client này, phải lên 11 mới đánh được 6 client đấy anh em ạ. Khó thở thật sự. 6 client kết hợp với tạm thời nó sẽ là 3 mét 2 gsit. Gặp ngay cái thằng Witcher. Nhưng mà cái tầm này thì tớ mạnh rồi bạn ơi. Ui trời. Tôi lấy toàn đồ đam mà. Coi như là chúng ta không có phòng thủ khi mà gặp Witcher luôn ấy. Witcher bây giờ nói chung là nó counter bộ ngựa lắm anh em ạ. Nếu mà nói là cầm ngựa để mà đánh Witcher nó là điều không thể anh em nhá. Nó là điều không thể, chỉ có nhờ những cái bộ khác đánh hộ với bộ Witcher thôi. Còn bộ ngựa này thì thôi chịu chết rồi. Gặp Witcher thôi tốt nhất là nên quỳ lạy xin tha. Hoặc là đi ra chỗ khác, không chơi với cái con game ấy nữa. Nếu mà trên ngựa, người đam mê với ngựa thì tốt nhất là thôi, đừng có gặp Witcher thế nhanh. Trên này có nhiều thằng chơi Clay thế nhờ. Lại gặp Witcher, tao cứ phải gặp cái thằng này là sao. Mà thằng này hình như là chưa có full lần. Chưa có full lần nhưng mà lại có chú quỷ anh em ạ. Dã man. Nhưng mà con chú quỷ bị tôi quay kìa. Thằng này chắc không xả kịp rồi. Đi thôi. 13 máu. Còn 13 máu. Còn 50 tiền xả kịp rồi không nhỉ? Bình thường tôi roll mắc bình thường chỉ được 20 tiền. 30 tiền. Không bao giờ roll được hết 50 tiền luôn ấy. Ra Sailing Assassin nhưng mà không có slot. Nha. Có lên lấy cái con này không? Con này cũng trợ thủ đắc lực phết đấy. Sailing Assassin cho vào chơi tạm kẹp với cả 6 client. Giữ máu. Bây giờ nào nào tôi gặp cái thằng có chuỗi ấy kìa. Bây giờ hiện tại có hai thằng có chuỗi anh em thấy không? Mà thằng kia chuỗi nó cộng 16 luôn. Bây giờ mà cho tôi gặp cái thằng đấy nhờ. Mà anh ấy biết thằng đấy chơi gì không? Thằng đấy chơi đỏ anh em ạ. Chứng tỏ cái bộ đỏ được bắp lên. Bộ đỏ rất khỏe luôn giai đoạn này luôn. Này trên Medusa kẹp với cả Glacier này nhưng mà hết lực rồi. Phải lên được level 9, bộ đấy phải lên được level 9. 6 Glacier kẹp với cả Tsunami rồi kẹp với cả Siren thì mới mạnh được. Sắp lên được 12 rồi anh em ạ. Tôi không thể tin được ấy, vẫn giữ được chuỗi luôn. Vậy là round sau nếu mà chúng ta chiến thắng là chúng ta lên được 12. Mà lên được 12 chắc chắn tôi chuyển bài thôi. Anh em thấy tôi đã chuẩn bị ở dưới là có Exit ở dưới đây rồi. Chúng ta có thể chuyển sang Exit để chúng ta đánh với cả những cái nhà chơi Fallen Witcher anh em nhá. Chơi bộ Witcher cần lắm những cái bộ như kiểu bộ Exit để có thể chơi được. Hay là bộ Glacier. Đấy, 6 Glacier kẹp với Medusa là một trong những cái lineup counter cực kỳ mạnh mẽ. Bộ Exit cũng thế, 6 Exit cũng counter cái bộ đó khá là mạnh mẽ đấy.
nó phụ thuộc vào cái việc là anh em, cái con cò của anh em nó là cái con gì đấy. 2 đô thì là phải là lên 3 sao, còn nếu mà 4 đô thì là chỉ cần 2 sao thôi là gánh được rồi. Ok, lốt rau này là tôi có thể lên được 12 rồi anh em ạ, quá ngon. Không thể tin được là lên được 12 đấy. Rồi bây giờ bán những cái con mà không cần thiết đi thôi. Ok, chúng ta thiếu bây giờ chúng ta thay những cái con Nego Seed vào, chúng ta vẫn thiếu 2 con. Đấy. Tạm thời như này đi. Rồi, đây Hunter rồi. Còn Medusa tí nữa là kẹp vào để chơi với Aegis anh em nhé. Rất là ok đấy. Tầm này chuyển xong có mất chuối không nhỉ? Nhưng vật chính nó vẫn là con rồng. Bây giờ vẫn chưa ra con rồng mà sợ mất chuối. Con ngựa nó không đánh được full lần thôi anh em ạ. Cái bộ đây này, Witcher mất 4 chuối rồi. Chưa biết là đấm nó kiểu gì, thua rồi. Thằng này nó còn ra cả chú quỷ nữa anh em ạ, thấy chưa? Đó, cái khó ở cái chỗ là tôi có một cái chuỗi dài như thế mà rồi tôi vẫn bị thua cái thằng đấy. Đây là rồng ấy rồi. Để xem có ra rồng 2 không. Không, cũng vứt bố luôn. Hay là thôi, không chơi cửa này nữa đâu anh em ạ. Cáu thật. Bây giờ chuyển về cái bộ gì mà ăn được cái bộ Witcher ấy. Cường nai là một cái gì, giáp giết các thứ nó chả có cái ý nghĩa gì cả anh em ạ. 4 Glacier rồi sao? Đó. Đấy, như này. Bỏ ngựa đi. Rồi, tạm thời như thế này. Thiếu một con Exit. 4 Glacier kẹp với cả 4 Exit. Kẹp với cả Warlock. Ui ôi, đây rồi. Ui, 6 Glacier này. Đủ chưa? Từ từ đã, xem nào. Ơ. Đây rồi, tạm chưa. À, thiếu một con. Một con nữa chúng ta sẽ đủ. 5 Glacier rồi. Ui con ngựa tôi hồi máu kìa, ui dã man. Khỏe đấy. Rồi. Thực ra con ngựa này nó rất nhiều đam luôn đấy. Nó thắng một khoảng thời gian rất lâu. Kiếm được khá đam rồi. Tôi chuyển về Exit đây. Ui lại ra cá lông này. Thôi, bán ngựa đi anh em ạ, không chơi ngựa đâu. Tôi quyết định rồi. Chuyển đồ cho con Lancer. Ok chưa? 6 Glacier, 6 Exit anh em ạ. Đem cái thằng Witcher đến đây. Đem ngay đến đây cho tôi. Tôi chấp nó cái con Secret Lancer của tôi 1 sao luôn đấy. Đem đến đây hộ cái. Đây rồi. Gặp luôn. Ui giời bạn ơi, đem đến đây. Ô mạnh thế. Ô vẫn chưa được ạ. À? Ui giời. Ui giời ơi hòa. Gần được. Cái con Lancer mới có 1 sao. Nhưng mà như thế là cân rồi đấy. Đánh hòa được với bọn nó là rất là ok rồi anh em ạ. Ok. Rồi, thôi, 6 Exit, 6 Glacier. Tối thượng vãi cái đái luôn. Khỏi phải Medu mới điếc gì cả anh em ạ. Chúng ngay đập cho con Lancer rồi. Quá tuyệt vời luôn. 6 Exit xong còn 6 Clyde, à 6 Glacier nữa. Nó mắc binh luôn, đánh đôi công luôn đấy, đội hình đôi công luôn. Trong cái lúc mà vừa nãy khi mà cái con Secret Lancer của tôi nó bị chết, anh em thấy không? Cái lượng đam nó gây ra vẫn rất lớn nhờ cái bất tử, trong vòng mấy giây bất tử đấy thôi mà nó có thể dọn bàn đối thủ luôn. Nó giống như đối thủ dọn bàn tôi vậy.
Đây rồi. Cố lên bạn ơi, chém được mấy phát đâu. Ui giời, anh em nhìn này. Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì khác xa. Đẩy 30 máu luôn. Vãi cứt. Cái round vừa rồi tôi đẩy 30 máu anh em ạ. Đồ đấy, full nam. Quá tuyệt vời luôn anh em. Tính trước rồi mà. Tính trước là không phải đánh ngựa làm gì cả. Anh em Văn Bình chỉ có yêu cầu tôi đánh ngựa thôi, đầu game thôi, sau đó thì chuyển tộc hệ. Đấy, tôi bây giờ tôi chuyển rồi. 6 Glacier, 6 Exit tối thượng. Hôm nay là quá tối thượng rồi. Thậm chí đến ngay cả kể cả bản thân cung đen ấy mà nó cởi trần, cởi chuồng như thế kia ấy, không có một cái đồ gì trên người nó thì nó vẫn cứ là mạnh luôn. Bắn nhanh, bắn thốn. Trừ giáp là cực thốn luôn, sau đó thì tướng còn đánh nhanh nữa chứ. Bây giờ khi tôi chuyển sang cái bộ tối thượng này khả năng là ăn được hết anh em ạ. Mà cái bộ Exit bình thường thì nó sợ cái bộ Saman thôi nhá. Chứ còn cái bộ này nó cũng không sợ Saman đâu. Nó ngoài cái bộ Exit ra nó còn có cả Glacier nữa. Glide nữa. Ui rồi lại trứng tiếp. Tôi cần cái này đâu. Cho xin một con Lancer nào. Ui giời ơi, ở kia. Hết tiền rồi, chán thế nhở. Thật. Thề. Đốn hết cả tiền không ra rồi, thêm con nữa, ra thêm trái trứng để làm gì đâu. Trái trứng này để bây giờ tôi đập cho con Zipper á. Không anh em ạ. Không có đâu. Sao Ripper hoặc là con bọ là chưa lên được 2 sao, nhưng mà tôi không đập cho hai con đấy đâu. Tôi sẽ đập cho Lancer đâu. Đợi chút. Bây giờ không ra nhưng mà tí nữa nó sẽ ra đấy anh em ạ. Chưa biết được thế nào đâu, nhưng mà với một cái đội hình mà thậm chí là cái con co nó vẫn là một sao mà chúng ta ăn được ấy, là chứng tỏ chúng ta mạnh hơn. Đấy, anh em phải khẳng định với tôi cái điều đấy. Không thể nào mà trượt được, chúng ta mạnh hơn là cái điều thật nha anh em ạ, là cái sự thật. Sự thật là chúng ta mạnh hơn hẳn. Anh em nhìn con Sekelancer kìa. Đánh đôi công như này rất hay nhá, đánh đôi công này hay thật sự. Ui giời, đẩy nó nhiều máu luôn đấy. Đi luôn không? Gần đi anh em ạ. Hai máu. Tôi cứ ngỡ nó đi rồi. Ok. Con này nó sẽ thay cho con rơi. Tuy nhiên là chúng ta bỏ ra chúng ta sẽ mất Clyde. Có cái hiệu ứng 2 Clyde giai đoạn đầu game thì vẫn rất là ngon. Không phải đầu game, sorry anh em. Đấy là giai đoạn đầu của late game. Đấy. Đầu của late game nha anh em nhá. Sắp đến late rồi. Bước qua ra 35 là chúng ta đến với late game. 3 món đồ cam. Bây giờ hiện tại là chúng ta đang ở giai đoạn là lửa đầu của late game đấy. Lửa cuối của phần giữa game. Cái thằng kia đánh 6 đỏ kẹp với cả Exit thật đấy anh em ạ. 6 đỏ kẹp với 3 cung kẹp với cả Exit. Nhưng mà bắn cực khỏe luôn nhá. Tức là cái bộ đấy ấy, nó không sợ cái bộ Witcher anh em ạ. 6 đỏ nó cực kỳ trâu máu rồi. Đấy, xong rồi nó thêm cái con Exit Ranger ở đây là làm co thì nó lại không có sợ hút mana nên là nó bắn tay nó cũng rất là thốn luôn. Nhưng mà ai ngờ nó lại gặp cái bộ tối thượng của tôi, thế thì chịu rồi. Cái bộ của tôi là cái bộ rất là tối thượng nha anh em nhá. Ok, ra đi, trời ơi, sao không xa nhờ. Ok, rồi. Hơi khó chịu. Trứng ở đây có 2 quả rồi. Bây giờ chỉ chờ mỗi con Skylancer thôi. Một quả trứng sẽ đập cho con bọ hung nữa là xong. Hết. Chúng ta có full 2 sao. 6 Glacier kết hợp với 6 Exit. Oánh vừa nhanh vừa trừ giáp thì nó mạnh cỡ nào anh em nhá. Đây nó là kết hợp hai cái bộ đánh tay, hai cái bộ vật lý với nhau ấy. Một cái thằng là đánh stack tăng cái tốc đánh, một thằng là giảm giáp của đối thủ thì nó cũng là x2 x3 cái sức mạnh tấn công. Rồi xong rồi, tiến cái thằng này lên bảng luôn. Ô kìa, không phải, thằng này nó là cái bóng thôi đấy. Fallen Witcher kẹp với Witcher đấy anh em. 4 Witcher cặp tôi bắn như con luôn. Cái tầm này không phải chơi Clyde nữa rồi anh em ạ. Mà ngay từ đầu ấy tôi với anh em cũng đã xác định rồi mà, trận này có hai thằng Witcher chúng ta không chơi Clyde. Đấy, chúng ta chuyển sang cái này nó quá hợp lý rồi anh em. Đấm hết luôn ấy.
Bây giờ đương nhiên là cái thằng top 2 nó không ăn được tôi rồi. Và thằng top 3 thì đương nhiên là gặp tôi thì là đi. Thằng top 2 thì cũng sắp đi. Top 2 về 6 đỏ kẹp với cả 3 cung Aegis làm co ấy, thì tôi nghĩ là nó chỉ ăn được cái thằng Witcher thôi anh em ạ. Còn với tôi thì nó là điều không thể. Tôi thậm chí nhá, là anh em biết nếu mà nó chơi 6 đỏ ấy, tí nữa chúng ta sẽ có một cái bước chuyển sang chơi 6 Warlock. Không cần phải là 6 Aegis, 6 Glacier nữa mà 6 Warlock, 6 Glacier. Đấy, 6 Warlock, 6 Glacier là chơi được nha anh em nhá. Chơi được, đánh cái level 12 rồi. Rồi, đây 6 đỏ, rất nhiều 3 sao luôn, thảo nào mà nó đấm được cái thằng kia. Nhưng mà tôi có một cái con Scarlet Lancer 1 sao mà đánh rất cháy luôn nha anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Thằng kia đi rồi, thằng kia gặp tôi đi rồi. Thằng này thì cũng sớm muộn thì cũng đi thôi anh em ạ. Trời, Scarlet Lancer nó gánh hết luôn, 67 máu hết game. Mạnh thật sự, 1 sao anh em ạ, dã man. Không thể tin nổi, 1 sao mà nó gánh tôi luôn. 1 sao gánh kèo là có thật. Dã man. Lại một trận đấu nữa là 1 sao gánh kèo. Nhưng mà trận này nó không phải là cái con mèo, mà nó là cái con Scarlet Lancer. Kinh phết nhỉ, cái thằng đấy nó cũng đấm rôn ra được cái con cung đen 2 sao thôi ấy, mà nó cũng đấm được mấy cái nhà hot meta bây giờ ấy chứ. Cũng được ấy chứ. Good game à, good game à, good game. Good game như gì nữa, good game thì tức là số phận an bài rồi đúng không? Đâu sau chỉ là thủ tục đúng không? Ok. Cho quả Lancer 2 sao nó đánh nó cháy ấy nhỉ. Cho xin con Lancer 2 sao nào, máy ơi. Ui giời, không có à. Chán quá đi mất thôi. Ra đi. Ui chán thế. Chú quỷ thôi. Ui rớt. Ra nhiều 5 đô nhưng mà chả có cái con nào mình cần. Chán đời. May có một con duy nhất để kích hoạt đấy. May có một cái con Second Lancer duy nhất để kích hoạt và cũng như là dồn đồ. Còn nếu mà không có con này ở đây thì tôi cũng chưa biết là làm nào để ăn được. Chúng ta tối thượng rồi. Đối thủ chịu chết rồi. Tầm này đánh đấm gì nữa. Có cả hai Warlock nữa. Rồi. Không thể rôn ra được con Lancer anh em ạ. Người đen. Nhưng mà tôi nghĩ là trận đấu rao này còn 9 máu thì tôi nghĩ là kết thúc rồi. Kết thúc là cái chắc anh em ơi. Ui giời. Ui giời. Trận đấu nói chung là kéo về lết, sau đó là chuyển sang cái đội hình tối thượng 6 Glacier, 6 Aegis. Thì nói chung là thôi, tôi nghĩ là cũng chả có cái bộ nào chịu nổi đâu anh em ạ. Đấy, thậm chí là cái con Lancer còn chưa lên 2 sao mà nó đã mạnh nghỉ cơ như thế rồi. Anh em thấy thế nào? Kinh khủng đúng không? Rồi, xin một lần nữa chúc mừng sinh nhật của anh em Văn Bình nhá. Và anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu mà anh em chưa xem cái siêu phẩm tối ngày hôm qua, cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Vô cùng kịch tính nha anh em nhá. Đến tận phút cuối cùng với một cái cú flop trade. Kinh điển. Ok, anh em chưa xem anh em xem nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Counter một lúc hai nhà bằng cái đội hình nhất tiễn hạ song điều anh em nhá. Cực kỳ hay và hấp dẫn. Nếu anh em chưa xem, anh em có thể chọn clip bên phải. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.